Kỷ Devon thường được coi là thời đại của cá vì chính trong thời kỳ này, số lượng loài cá bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa thực sự của loài cá đã bắt đầu sớm hơn đáng kể và có thể bắt nguồn từ vụ nổ kỷ Cambri khoảng 530 triệu năm trước. Sự tiến hóa của các loài cá trong kỷ Devon đã tạo ra một số kết quả thực sự phi thường, đặc trưng với sự xuất hiện của các sinh vật có kích thước lớn hơn và khác biệt đáng kể so với tổ tiên ngày nay của chúng. Điều thú vị là một số sinh vật thời tiền sử này vẫn còn tồn tại, sống trong các đại dương trên thế giới. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 15 loài cá thời tiền sử đáng chú ý này để hiểu rõ hơn về sự đa dạng của thế giới thủy sinh thời kỳ cổ đại. Còn chờ gì nữa, hãy ấn like, subscribe ủng hộ WeChatShare chúng mình đi nào. Và cũng phải xem đến hết video để nắm được hết danh sách này các bạn nhé. Số 15. Rhizodes. Rhizodes là loài cá có vây thùy có kích thước tương đương với cá kình hiện đại. Nó là loài săn mồi đỉnh cao ở các hồ nước ngọt, đầm lầy và hệ thống sông và từng được coi là loài cá nước ngọt lớn nhất từng được phát hiện. Rhizodes cũng là loài săn mồi có vây thùy thực sự khổng lồ duy nhất từng được tìm thấy, có chiều dài khoảng 5 mét. Nó là loài săn mồi nói chung ăn các loài cá và động vật lưỡng cư cỡ nhỏ đến trung bình ở các vùng biển thuộc tầng carbon. Cũng có những suy đoán cho rằng loài cá đáng kinh ngạc này có thể phóng lên khỏi mặt nước để bắt con mồi trên bờ như cá sấu. Loài cá cổ đại này có hàm răng ấn tượng bao gồm những chiếc răng nanh dài 22 cm ở hàm trước. Hóa thạch Rhizodes đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau ở châu Âu và Bắc Mỹ. Số 14. Mega Piranha. Điều gì sẽ xảy ra nếu cá piranha có thể phát triển gấp đôi kích thước hiện tại nhưng vẫn hung dữ như vậy? Những gì bạn sẽ nhận được là một loài cá có tên Mega Piranha, một loài cá cổ xưa có chiều dài trung bình khoảng 71 cm và có thể nặng trung bình tới 10 kg. Những chiếc răng cưa sắc nhọn của nó được sắp xếp theo hình zig zag duy nhất trên hàm trước. Nó tồn tại từ 8 đến 10 triệu năm trước trong kỷ nguyên Miocene. Hóa thạch của loài cá này được tìm thấy ở Argentina ngày nay. Hóa thạch răng do loài cá này để lại cho thấy đó là loài ăn thịt giống như họ hàng hiện đại của nó, nhưng có thể ăn các loài thực vật khác. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài này, các bạn có thể xem lại thông qua link mình đính kèm ở phần mô tả nhé. Số 3. Lysictes. Loài cá có xương lớn nhất còn sống đến nay là cá thái dương, có thể dài tới khoảng 3 mét. Nhưng cá thái dương sẽ kém hơn so với Lysictes. Loài thường được coi là vua của các loài cá có xương. Lysictes là một loài cá giống cá trích có chiều dài ước tính ở thế kỷ 20 là 9 mét. Nhưng đến cuối thế kỷ 20 thì lại được tăng lên thành 30 mét và ở những nghiên cứu gần đây đã giảm xuống còn 16,5 mét. Việc tái tạo lại hình dáng và kích thước thật của loài cá này rất khó khăn vì một số bộ phận của bộ xương của đó được tạo thành từ sụn chưa bao giờ được bảo tồn trong hồ sơ hóa thạch. Giống như cá voi hiện đại, Lysictes là loài ăn lọc sống sót nhờ chế độ ăn sinh vật phù du. Hóa thạch của loài cá này được phát hiện ở nhiều địa điểm khác nhau ở châu Âu và Nam Mỹ. Số 12. Coenacanthus. Nếu kỳ lân có thật và nó sống dưới nước thì đó là Coenacanthus. Loài cá mập nước ngọt thời tiền sử này sống trong kỷ carbon và được biết đến với những chiếc cột sống đặc biệt nhô ra từ phía sau đầu giống như sừng kỳ lân. Tên của loài cá này có nghĩa là cột sống của người ngoài hành tinh, ám chỉ chiếc gai kỳ lạ trên đầu của nó. Các chuyên gia suy đoán rằng chiếc gai này có nọc độc cực mạnh giống như nọc độc của cá đuối gai độc. Đó là một con cá mập nguyên thủy trông không giống cá mập hiện đại. Thay vào đó, loài cá này có thân hình giống lươn và bơi như lươn. Nó phát triển đến chiều dài khoảng 2 mét. Coenacanthus có hàm răng hình chữ V, kỳ quái thích nghi với việc nghiền nát những con mồi có thân hình cứng như động vật giáp xác. Số 11. Stegacanthus. Stegacanthus là một loài cá mập kỳ quái sống từ kỷ Devon đến thời kỳ đầu của kỷ Carbon từ 390 đến 320 triệu năm trước. Nó còn được gọi là cá mập đe do hình dạng phẳng giống như đe của vây lưng. Mục đích của chiếc vây này vẫn còn là chủ đề tranh luận, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể được dùng như một thiết bị neo để bám vào con cái trong quá trình giao phối hoặc neo đậu với những loài cá lớn hơn. Stegacanthus dài khoảng 1,5 cho đến 3 mét. Hình dạng vây lưng của nó có thể hạn chế khả năng di chuyển trong nước, khiến người ta suy đoán rằng nó là loài ăn ở đáy và săn cá nhỏ và động vật thân mềm. Số 10. Enchodus. Hổ răng kiếm là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên cạn sống ở kỷ nguyên Pleistocene vài triệu năm trước khi chúng tiến hóa.
một loài động vật ăn thịt răng kiếm khác đã sống ở các đại dương trên khắp thế giới. Enchudus có những chiếc răng nanh dài hơn 6cm ở hàm trước. Được mệnh danh là cá chích răng kiếm, Enchudus có họ hàng gần gũi hơn với cá hồi. Loài cá săn mồi này dài 7,6m, ăn những con mồi trơn như cá cũng như động vật không xương sống ở biển như động vật chân đầu. Mặc dù răng nanh có tác dụng bắt con mồi, nhưng cá không có răng nhai nên có lẽ sẽ kiếm ăn bằng cách nuốt chửng toàn bộ con mồi. Số 9. Eudaimeteran. Eudaimeteran là loài cá có vây thùy, có thân hình thon gọn, rất giống với hình dạng của cá ngư lôi hoặc tên lửa. Loài cá này sống trong khỉ Devon, nổi tiếng vì có quan hệ chặt chẽ với động vật bốn chân. Nó từng được coi là loài cá đầu tiên mạo hiểm vượt khỏi mặt nước để vào đất liền. Mặc dù điều này đã bị bác bỏ, nhưng Eudaimeteran vẫn được coi là mối liên kết quan trọng giữa cá và động vật bốn chân thời kỳ đầu, vì nó đã phát triển các đặc điểm mà cuối cùng sẽ tiến hóa thành chân. Cấu trúc cũng tương tự như các loài động vật bốn chân thời kỳ đầu và nó cũng có lỗ mũi bên trong. Thân của loài cá này có thể đạt chiều dài khoảng 1,5 đến 2,1m và là loài bơi lội hiệu quả. Hộp sọ rộng của loài cá này có nhiều răng sắc nhọn để bắt và giết con mồi. Số 8. Denleosteus. Cá da phiến là loài cá chiếm ưu thế nhất trong kỷ Devon và Denleosteus là một trong những thành viên lớn nhất và nổi tiếng nhất của nhóm này. Loài cá bọc thép dày đặc này sống vào cuối kỷ Devon từ 382 đến 358 triệu năm trước. Chiều dài ước tính của các loài khác nhau của loài này nằm trong khoảng từ 4,1 cho đến 10m. Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của loài cá khổng lồ này là các mảng xương trong hàm thay vì răng thông thường. Điều này cho phép nó tạo ra lực cắn lớn hơn 4.000 newton. Nó là loài săn mồi đỉnh cao của vùng biển kỷ Devon và săn nhiều loài động vật, bao gồm ammonites và các loài cá da phiến khác. Số 7. Dipterus. Dipterus là một chi cá phổi nguyên thủy sống ở châu Âu và Bắc Mỹ trong kỷ Devon. Con cá này dài 35cm, trông giống loài cá phổi hiện đại, giống như họ hàng còn sống của nó, Dipterus. Nó có cả phổi và mang, giúp nó có thể thở trong và ngoài nước. Nhưng mang của Dipterus phát triển hơn, trong khi phổi lại nguyên thủy hơn so với các loài cá phổi hiện đại. Dipterus có lẽ đã dành nhiều thời gian hơn trong hệ sinh thái nước nông. Dipterus cũng cho thấy những đặc điểm nguyên thủy khác, chẳng hạn như sự hiện diện của hai phi lưng và một cái đuôi tương tự như đuôi của cá vây thùy. Nó cũng có một bộ giáp bằng xương cứng cáp với các tấm răng tương tự như loài cá da phiến. Số 6. Hycoichthys. Hycoichthys là loài cá nguyên thủy sống cách đây 518 triệu năm. Đây là thời kỳ bùng nổ kỷ Cambri, khi sự sống ở đại dương mới bắt đầu phát triển thành những dạng mới. Hycoichthys là một trong những loài cá tiến hóa sớm nhất và cũng là một trong những loài động vật có xương sống lâu đời nhất. Nó là một trong những sinh vật tiên tiến nhất ở vùng biển kỷ Cambri và là sinh vật biển đầu tiên có đầu và đuôi đặc biệt. Loài cá nguyên thủy này dài khoảng 2,5cm, với vây lưng chạy dọc theo toàn bộ chiều dài cơ thể từ sau đầu đến đuôi. Vây cũng cong suốt về phía mặt dưới. Phía sau của cơ thể, Hycoichthys có từ 6 đến 8 vây để thở trong nước. Hycoichthys cũng là một chi cá nguyên thủy đã tuyệt chủng sống trong kỷ Cambri khoảng 518 đến 516 triệu năm trước. Nó có ý nghĩa quan trọng vì là một trong những loài động vật có xương sống được biết đến sớm nhất trong hồ sơ hóa thạch. Số 5. Libidotes. Libidotes là một loài cá vây tia có họ hàng với cá chép thời hiện đại. Nó sống trong hệ sinh thái nước ngọt và biển đông ở châu Âu thời kỳ kỷ Jura. Đặc điểm đặc biệt nhất của loài cá này là xương hàm tách ra khỏi xương hàm của chúng. Libidotes là một trong những loài cá sớm nhất có khả năng thích nghi với việc kiếm ăn này, giúp chúng có thể duỗi hàm thành ống hút để hút con mồi. Chúng cũng có những chiếc răng giống như cái chốt, dày đặc thích hợp để nghiền nát những động vật có vỏ cứng và động vật thân mềm. Libidotes cũng là con mồi của các loài động vật lớn hơn, chẳng hạn như loài khủng long Spinosauridae như Peryonyx. Số 4. Titanichthys. Đây là một loài cá da phiến, một thành viên của nhóm cá bọc thép khá phổ biến ở vùng biển đông thuộc kỷ Devon. Titanichthys phát triển với chiều dài đáng sợ lên tới 10m. Điều đó có nghĩa là nó có kích thước gần giống với Denleosteus nổi tiếng. Nó cũng có một cơ thể dẹt to lớn được bao phủ bởi các tấm xương. Nhưng Titanichthys có lẽ không phải là loài săn mồi đỉnh cao như Denleosteus. Đó là bởi vì nó có hàm há rộng mà không có bề mặt sắc nhọn. Titanichthys rất có thể là một loài ăn thức ăn lơ lửng hoặc lọc, kiếm ăn bằng cách bơi trong nước và miệng mở để bắt sinh vật phù du và những con mồi nhỏ khác. Điều này khá giống với thói quen kiếm ăn của cá mập phơi. Số 3. Piranha mesuro.
Piranha Mesuro sống vào thời kỳ kỷ Jura khoảng 152 triệu năm trước. Mặc dù tương đối nhỏ, nhưng loài cá này có thể đe dọa các loài cá khác trong hệ sinh thái của nó. Nó có răng cưa tương tự như răng nanh của cá piranha hiện đại. Đây là đặc điểm không thấy ở bất kỳ họ hàng gần nhất nào của Piranha Mesuro. Chúng được biết đến với hàm răng phẳng. Piranha Mesuro cũng là loài cá xương đầu tiên có loại răng cưa sắc nhọn này. Nó có thói quen kiếm ăn kỳ lạ và đặc biệt liên quan đến việc gặm vây của những loài cá khác. Các nhà khoa học đã tìm thấy những loài cá khác có thể là nạn nhân của Piranha Mesuro. Những con cá này có những vết thương kỳ lạ và bằng chứng cho những vết cắn dường như được tạo ra bởi chiếc răng xẻ thịt của cá Piranha Mesuro. Số 2. Megalodon. Megalodon thuộc chi cá Caroles, nhưng tên cụ thể của loài này lại phổ biến hơn. Loài cá mập thời tiền sử này được biết đến chủ yếu từ hóa thạch răng, được xem là một trong những loài săn mồi lớn nhất và hung dữ nhất ở vùng biển cổ đại. Nó sống trong thế Miocene và Pliocene. Megalodon là loài siêu ăn thịt có chiều dài hơn 16 mét và cá thể lớn nhất có thể nặng tới hơn 68 tấn. Với kích thước của nó, loài cá khổng lồ này sẽ phải tiêu thụ 100.000 kcal thức ăn mỗi ngày. Chế độ ăn của Megalodon bao gồm cá voi, hải cẩu và rùa biển khổng lồ. Với lực cắn cao hơn bất kỳ loài động vật nào khác, dù còn sống hay đã tuyệt chủng, Megalodon có thể tiêu diệt bất kỳ loài động vật nào ở vùng biển Cainozoi cổ đại. Số 1. Tiktaalik. Tiktaalik là một loài cá tiền sử đặc biệt vì nó chiếm vị trí tiến hóa quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ cuộc sống dưới nước sang cuộc sống trên cạn. Nó sống vào cuối kỷ Devon và có nhiều đặc điểm tương tự như động vật bốn chân. Mặc dù vẫn có vảy và mang như các loài cá xương khác, Tiktaalik có đầu hình tam giác dẹt với các vây được gia cố bằng xương bên trong. Điều này sẽ cho phép Tiktaalik giữ cơ thể bằng các vây giống như động vật bốn chân. Tiktaalik sống ở đầm lầy và có thể đã dành nhiều thời gian trên đất liền hoặc thậm chí băng qua từ ao đầm lầy này sang đầm lầy khác. Nó được mệnh danh là Fisher Boat như những đặc điểm trung gian này. Vừa rồi là 15 loài cá thời tiền sử đáng chú ý mình muốn gửi đến các bạn. Các bạn thấy sao về những loài này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultrasound nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.